xếp thứ 11 thôi. Còn 10 người tại top 10 là đang ở nhà. Anh kia anh đang khen em Dung là xinh nhất Hải Dương, bảo không, đây là mới là người thứ 11. Còn 10 người top 10 là ở nhà. Nè, anh trông em quen quá mà anh không nhớ là đã gặp rồi. Chắc đây phải gặp lần mấy chục lần rồi. Thank you.